Xin chào mọi người, quay trở lại với channel Ken Học Toán VN. Tiếp tục với những cái video mà mình đang hướng dẫn các bạn trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020, thì hôm nay mình sẽ làm một cái dạng bài khác. Ở đây mọi người chú ý một cái câu vận dụng về liên quan tới đạo hàm và tích phân, đúng không? Câu này cũng được hỏi khá là nhiều trong đề thi. Một số bạn inbox hỏi anh về câu này, thì hôm nay anh sẽ dành thời gian để nói về câu này ha. Cho chúng ta một cái hàm số fx liên tục trên cái tập là R hiệu cho phần tử là 0 và trừ 1. Tí ta sẽ hiểu tại sao cái tập xác định của nó là hiệu hai phần tử này. Thỏa mãn cái điều kiện F1 là bằng 2 lần log 2 và cái phương trình này. Được chưa? X nhân cái này, x cộng 1 nhân đạo hàm của f phải x cộng với fx bằng x bình cộng 3x trừ 2. Được chưa các bạn? F2 là bằng A cộng B lần log 3, với AB là số hữu tỉ tính A bình cộng B bình, tức là mọi người phải tìm ra AB là bằng bao nhiêu. Muốn tìm AB thì chúng ta phải tìm cái F2, đúng không? Phải tìm cái F2. Muốn tìm cái F2 á, thì chúng ta phải, một là chúng ta xác định được cái hàm số Fx này có dạng cụ thể là như thế nào, hai là chúng ta phải biến đổi như thế nào để chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa Fx và các cái biến liên quan, nghĩa là chúng ta có cái phương trình liên hệ, thì khi đó chúng ta sẽ thay cái giá trị x bằng 2 vào để chúng ta tìm ra F2. Được chưa? Thì cái mấu chốt bài toán chúng ta là cái này, à, cái giả thiết này. Thì từ cái phương trình người ta cho như thế này, đây là phương trình nếu mà lên đại học thì mọi người sẽ biết nó ha. Nó là gọi là phương trình vi phân, vừa chứa đạo hàm và vừa chứa hàm số fx, thì nó là phương trình vi phân. Thì lên đại học thì mọi người sẽ được học nếu bạn nào học về khoa học tự nhiên. Rồi, giờ biến đổi cái hàm này như thế nào cho nó hợp lý. Rồi, ở đây mọi người quan sát cho anh ha. Chúng ta có vế phải của chúng ta là một cái đẳng thức. Chúng ta thấy một cái đa thức bậc 2. Đa thức này có gì đặc biệt mọi người biết không? À, chúng ta thấy nhé, chúng ta nhận xét nhanh thì chúng ta thấy là A trừ B cộng C bằng 0. Thì chúng ta sẽ phân tích thành nhân tử chỗ này được, đúng không? A trừ B cộng C bằng 0, 1 trừ 3 là trừ 2 cộng 2 bằng 0. Vế này chúng ta có x cộng 1. Mà vế này khi bạn phân tích thành nhân tử thì nó cũng xuất hiện x cộng 1, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ suy nghĩ như này, anh sẽ viết này lại là x nhân với x cộng 1, rồi nhân với f phải của x cộng cho fx. Tiếp tục, ở bên vế này anh sẽ tách nó ra. Vì a cộng b cộng c bằng 0, một nghiệm x bằng trừ 1 và một nghiệm x bằng trừ c chia a, tức là x trừ cho trừ 1 là x cộng 1. Bên này x trừ cho trừ c chia a là trừ 2, tức là x cộng 2. Được không các bạn? Vì đề bài nói cái tập xác định của chúng ta là khác phần tử trừ 1, cho nên anh sẽ chia hai vế của cái phương trình này cho x cộng 1 ha, tất cả bình, cho x cộng 1 tất cả bình, để cho nó đưa về cái dạng chúng ta thường gặp. Chia cả hai vế cho x cộng 1 tất cả bình thì cái phương trình bên phía trái của chúng ta thấy trở thành gì? Thì cái thằng này sẽ là x chia cho x cộng 1 nhân cho f phẩy của x cộng cho fx chia cho x cộng 1 tất cả bình bằng cái này mà chia cho x cộng 1 tất cả bình thì còn là x cộng 2 chia cho ở dưới sẽ là x cộng 1 ha. Mọi người quan sát tí xíu ha. Bây giờ chúng ta nhận xét cái vế bên trái này. Tại sao chúng ta phải nhận xét cái vế bên trái các bạn? Tại vì là cái mấu chốt của chúng ta là nó dính cái hàm fx ở đây này, tất cả hàm fx, vì chúng ta cần mà biến đổi cái hàm fx để đưa về cái dạng mối liên hệ giữa fx và các cái biến để chúng ta tìm được cái này. Bây giờ nó dính f phải thì không biết làm gì được, đúng không? Ta phải có fx thì ta mới làm được, còn f phải là bó tay. Quan sát một chút xíu dạng này ha. Ở đây chúng ta có x chia cho x cộng 1 nhân cho f phải cộng cho 1 chia cho x cộng 1 tất cả bình nhân cho fx. Thì mọi người để ý cho anh, x mà chia x cộng 1 này đạo hàm á, x chia x cộng 1 mà đi đạo hàm á, thì nó có phải là u chia v đạo hàm, đúng không? U chia v đạo hàm thì ở dưới sẽ là v bình phương là x cộng 1 tất cả bình phương. Ở trên của bạn á là u phải nhân v trừ u nhân v phải, có phải là 1 nhân với x cộng 1 trừ cho u nhân v phải, tức là x nhân cho 1, đúng không? Vậy ở trên có phải nó lòi ra là 1 chia cho x cộng 1 tất cả bình không? Và 1 chia x cộng 1 tất cả bình nó lại là thằng này. Nếu như anh để đây là số 1 thì nó lại là thằng này. Đó. Vậy thì chúng ta nhận xét thằng này có phải là u nhân với lại v cộng u phải nhân v cộng u nhân v phải không các bạn? U phải nhân v cộng u nhân v phải. Đấy, u phải nhân v, u phải là f này, u phải chính là thằng này, nhân v là thằng này, cộng u là thằng này, u chính là fx.
nhân v phải chính là 1 chia chi cộng 1 tất cả bên. À vậy thì ta gom nó lại được không? Ta gom nó lại, ta nhận xét được rồi, ta gom nó lại. Chúng ta đây là bài toán đạo hàm ngược á, tức là bài toán đạo hàm thuận là chúng ta biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta nhận xét, chúng ta đưa ngược lại ha. Ngược lại thì nó sẽ là gì? À, u nhân v đạo hàm ha, u nhân v đạo hàm tức là x chia cho x cộng 1 nhân cho f phải của x nhân cho fx ha, đạo hàm bằng bên này sẽ là x cộng 2 chỉ x cộng 1, được chưa? Bước tiếp theo mình sẽ lấy nguyên hàm hai vế lên ha. Bây giờ lấy nguyên hàm hai vế lên thì dễ rồi, chúng ta thấy phát hiện rồi. Lấy nguyên hàm hai vế lên dx dx. Các bạn để ý ha, đây là một cái hàm, nếu anh đánh giá nó là cái hàm f fx đi, thì nguyên hàm của f phải dx thì nó chính là cái hàm bên trong này là hàm fx. Vậy vế trái của mình có phải là x chia cho x cộng 1 nhân cho fx, đúng không các bạn? Tại nguyên hàm của f phải nó có cái phải ở đây này, nguyên hàm của f phải dx thì chính là fx. Bằng nguyên hàm của cái này thì dễ tính rồi, đúng không các bạn? Nguyên hàm của cái này thì các bạn tính rất là đơn giản rồi. À, các bạn sẽ tách nó ra ha. Rồi, anh tách nhẹ chỗ này ra, trên tử sẽ là x cộng 1 này, cộng cho 1 này, chia cho x cộng 1 này. Đúng chưa? Tách nó ra thì chỗ này nó sẽ là gì? À, nháp nháp ở đây ha. Nháp này xuống đây thì nó sẽ là chia nó ra sẽ là 1 chia cho 1 chứ, cộng cho 1 chia x cộng 1. Vậy lấy nguyên hàm lên, 1 lấy nguyên hàm lên chính là x, 1 chia x cộng 1 lấy nguyên hàm chính là log trị đối của x cộng 1. Đúng chưa? Rồi chúng ta cộng với c. Tại vì đây là nguyên hàm chứ không phải là tích phân, cho nên các bạn phải có c. Làm sao để tìm cái c này? À, chúng ta quay lại dữ kiện bài toán ha. Nói gì đây? À, f1 là bằng 2 lần log 2. Vậy anh thế f1 vô ha. F1 bằng 2 lần log 2. Vậy anh thế f1 vào đây, chỗ nào có x thì anh thế bằng 1. Anh sẽ nhẩm ha. Chỗ nào có x thì thế bằng 1. 1 chia cho 1 cộng 1 tính là 1/2 ha. 1/2 nhân cho f1. F1 chính là gì? 2 lần log 2 nè, bằng nè, x bằng 1 thì thế cho đây là 1 nè, cộng cho 1 cộng 1 là 2 nè. Và chỗ này sẽ là log 2 nè, cộng c nè. Được 2 này với 2 triệt tiêu nè. Vậy còn log 2 với log 2 này mất luôn nè, thấy không? Vậy 1 cộng c bằng 0, anh sẽ chia c bằng mấy? Bằng -1. C bằng -1, à, anh sẽ thay ngược c bằng -1 này vào phương trình số 1. Lúc này cái c này anh sẽ thay bằng gì các bạn? Bằng -1. Đúng chưa? C anh sẽ thay bằng -1 là xong. Có nghĩa là anh có một cái phương trình liên quan rồi đó. Giữa x fx mắc mắc f phải. Bây giờ người ta hỏi gì thì anh tính cái đó thôi. Người ta hỏi gì? F2 là bằng a cộng b lần log 3, tức là anh phải tính cái f2 là bằng bao nhiêu, đúng không? Vậy f2 dễ dàng. À, chúng ta tính thử f2 là bằng bao nhiêu ha. F2 bằng, thì mọi người chú ý cho anh, f2 thì mọi người thế x bằng 2 vô đây thì sẽ là suy ra là 2 này, chia cho 2 cộng 1 chính là 3 này, nhân cho f2 này, f2 này cái chúng ta đang tìm này, f2 là 2 này, cộng cho log 3 này, đúng không? Trừ cho 1 này, nhớ nha, chứ không có cái c là sẽ sai. Vậy chúng ta tương đương với điều gì các bạn? Anh sẽ rút ra f2 của anh này sẽ bằng này, 2 trừ 1 là còn mấy? Còn 1. Vậy 1 cộng cho log 3 chia cho 2/3, tức là nhân gì? Nhân 3/2, được không? Vậy anh tách nó ra sẽ là 1/2 cộng cho cái này chính là 3/2 lần 3/2 lần log 3. Đây có phải là dạng gì các bạn? A cộng B lần log 3, đúng không? Chúng ta cần là cần A cộng B lần log 3. Vậy A của các bạn là cái này 1/2, B của các bạn là gì? 3/2, đúng không? Người ta tính là gì? Tính A bình cộng B bình, tức là 1/2 bình cộng 3/2 bình, đúng không? 1/2 bình cộng 3/2 bình. Bạn lấy máy tính, 1/2 chính là 0.5 bình lên, cộng 3/2 chính là 1.5 bình lên, bằng 5/2. Chúng ta coi có đáp án không ha. Đây, đáp án của chúng ta là câu C. À, sorry mọi người, anh sai, sorry mọi người. Sai chỗ này, tính sai chỗ này, tí nữa là anh chọn câu C rồi. Câu C sai mọi người ha, câu C không phải. Anh giải thích lại chỗ này, anh tính nhầm. Mọi người để ý cho anh nè, ở đây cộng trừ nhân chia sai, sorry mọi người ha. Ở đây có dấu ngoặc ở đây thì nó sẽ không sai ha.
Ở đây chúng ta vế phải của chúng ta là 1 cộng log 3 chia cho 2 phần 3, tức là chúng ta nhân cho 3 phần 2 thì chỗ này mẫu số chung của chúng ta là 2. Số 3 này là nhân vào bên trong ha. Vậy chỗ này nó sẽ là 3 phần 2 chứ đúng không? Sorry mọi người, sai cơ bản quá ha. 3 phần 2 nhân với 3 phần 2 cộng log 3. Vậy mà có đáp án mới ghê chứ. Vậy là anh đi thi câu này là chết rồi đúng không? Cho nên mọi người thấy anh sai là mọi người phải chú ý ha, không có sai lại nhanh ha. Vậy A bình cộng B bình sẽ là 3 phần 2 bình cộng 3 phần 2 bình chứ đúng không? Sẽ là 1.5 bình cộng 1.5 bình. Chúng ta sẽ được đáp án là 9 phần 2. Đúng không mọi người? Có đáp án không? 9 phần 2. À đây, câu B mới là đáp án đúng của mình ha. Câu B mới là đáp án đúng. Sorry mọi người nhé. Câu B. À, nãy anh sai. Làm ra đó rồi mà sai. Ồ, tiếc ha. Rất là tiếc. Mọi người chú ý cho anh nhé. Nó không có khó. Vậy mấu chốt bài này là gì các bạn? Mấu chốt của bài này là chúng ta phải phát hiện được cái ý đồ của người ra đề. Ở vế phải người ta đang cho chúng ta dạng đa thức mà nó lại phân tích thành nhân tử được. Quan sát điểm ta chia xuống đưa về dạng U nhân V. Nó có hai dạng rất được hay hỏi, đó là gì? Cái dạng đạo hàm của U nhân V ha. Thì đạo hàm sẽ ra là U phải nhân V cộng U nhân V phải. Thì thường chúng ta làm bài toán ngược lại là chúng ta tách cái phương trình để đưa về dạng này, sau đó ta gom về cái dạng này. Tại vì các bạn quan sát ở đây, trong phương trình này thì xuất hiện U phải V phải, tức là xuất hiện gì? Xuất hiện đạo hàm. Mà chúng ta cần là đưa cái hàm Fx, cho nên từ đạo hàm mà đưa ngược về đây thì nó về đây thì nó ta có thể lấy tích phân được, thì nó mất đi cái đạo hàm này, đúng không? Cái thứ hai nữa là U chia V đạo hàm, mọi người phải để ý. Có thể người ta cho U chia V đạo hàm thì nó sẽ là U phải nhân V trừ U nhân V phải chia cho V bình phương gì đó, đúng không? Thì chúng ta quan sát hai dạng này nó rất hay hỏi ha. Đề bài nó có thể biến đổi chỗ này một tí xíu ha. Tuy nhiên theo nguyên tắc chung thì chúng ta có thể tách được. Ok, như vậy thì anh sẽ kết thúc video này tại đây. Một cái bài cũng khá là hay, hay hỏi ha. Và anh nghĩ nó cũng khá là thú vị. Cho nên là anh làm video để chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn thấy hay, bổ ích thì các bạn comment bên dưới để anh biết là các bạn hiểu bài hay không. Và cảm ơn, một lời cảm ơn ha. Nó không phải là gì to tát, nhưng mà cảm thấy rất là vui mỗi khi mà đọc những cái comment của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.